thiên nhiên này. Bây giờ là 5 giờ chiều các bạn. Trời hơi gió to, rào đầu mới ra thả. Vừa thả xuống bắt đầu là có lôi rồi, cá nó chết rồi. Cá gì đây? Bỏ phết đấy. Cái cảm giác mà cá nó cắn nó nhấc lên này rất là sướng đứng. Vậy cái nó cứng lắm. Chọc tay chạy máu tay lên. Nhưng đổi lại thì khung cảnh nó thanh bình, yên tĩnh, cảm thấy thoải mái, sung sướng các bạn. Chỗ này là thằng em thả cá, thì cứ ra một câu muốn được cá của em thả thì thả ra thôi. Nhưng mà chủ yếu là cá rô phi nó nhiều, loại cá khác chẳng có mấy. Cho tí nước vào đây cho nó sống. Lát nữa nó có được nhiều thì mình thả nó ra. Ngồi này là phải kiên trì, trả lời phải cắn nó sao à, rồi đấy, chờ đợi và chờ đợi thôi. Lôi đó lên à. Ăn không? Ăn liên tục luôn, há xong cái cắn luôn. Ở quê thì nó tiện hơn ở phố, là dụ mình thích đi câu thì nó ngay cạnh nhà luôn, ra một chút xíu là đến điểm câu luôn. Mồi có sẵn để trong tủ lạnh rồi, làm một lần câu cả tuần. Đố các bạn biết lên con thứ mấy rồi? Vài con này đấy. Này có hôm đi mình chép lôi không thích. Mỗi hôm đi giờ này có mấy đứa trẻ con đi theo rầm rộ luôn. Hôm nay không thấy đứa nào. Các bạn nghe thấy ông Tấn chứ? Ông xóm đang đứng xa xa, chắc ông đang chuẩn bị ông bắt cá cho thằng em ở ao. Nó thả xuống cái lôi này. Đang lôi đấy. Lôi rất. Ăn nộp. Sập đôi sướng quyết. Không hiểu tại sao mà cái loại cá rô phi phát triển nhanh. Nó đẻ chắc là theo cấp số nhân. Ngày xưa mà có con cá rô phi này mà cho mà rán thì đúng là khách quý được ăn. Bây giờ câu tôi vui rồi, chả ai ăn. Câu cái xô mà nhiều khi đổ đi hoặc thả ra là cá nó lên. Tình hơn, bỏ quyết. Dễ phèo, cá ngoài đồng, cá tự nhiên nó khỏe. Nó không như cá hào đâu. Mỗi lần đi câu thích nhất là được hòa mình với thiên nhiên quá. Ngồi ngắm trời, ngắm đất, gió ngoài đồng nó mát. Sướng quýt, nghe nó. Thiên lên tiếp. Lên luôn. Con này, úi giời. Lại sắp đôi nữa. Sắp đôi liên tục, hai lần sắp đôi rồi. Sướng lắm. Lên này là thích đúng không ạ? Nhưng mà cá cái này hơi nhỏ, sấp đôi này là sấp đôi nhỏ. Lại đôi rồi đấy. Rồi, úi con to, con này to. Ý xưa con lôi khỏe. Ý xưa, không cần. Ý xưa. Ý xưa. Quá là nó tùy từng hôm, có hôm thì câu mãi được còn, nhưng mà vẫn phải ngồi vui rồi, nhiều khi giải trí mà cảm đấy lên. Còn nữa rồi. Lên liên tục, nay còn cá như lợn. Rồi đấy, lên. Lôi mất phao rồi. Lên. Chọt xíu. Nhấc bổng nhỏ xíu. Những cái giây phút như này là quý giá các bạn ạ. Nó thư giãn, nó thực sự là thư giãn luôn.
và con người đúng là được hòa cùng với thiên nhiên luôn. Nó có cái gì đó nó thoải mái đấy, xảy rồi. Vậy là ngồi cũng tầm 45 phút rồi, dù cần và đi thể dục đạp xe và tưới rau không? Trời tối và lúc này gần 6 giờ chiều và đây là thành quả này. Nhưng bây giờ thả ra nhá, thả ra tập. Bây giờ thả đám này về thiên nhiên nhé. Bạn nhìn nhiều chưa? Đây bạn nhìn. Rồi ra đi một. Quá. Yes. Về thiên nhiên này. Yes. Yes. Đang lạc lối. Đây con. Rồi.